Và tôi quay lại với cái cổ phiếu cuối cùng là VTP của bạn Nguyễn Trịnh. Đấy, để trong cái loạt clip định giá cổ phiếu chiều hôm nay, cổ phiếu của bạn Nguyễn Trịnh là bạn ấy muốn định giá cổ phiếu VTP. Đợi để tôi xem VTP. Đây, cổ phiếu VTP thì nó là công ty bưu chính Viettel và hiện tại nó đang có giá là 82.400 đồng một cổ phiếu. Đây, thị giá là 82.400 đồng một cổ phiếu. Và công ty này tôi nghĩ là nó cũng là một cái thương hiệu mạnh và có thiên thời. Tiếp theo chúng ta có cái số lượng cổ phiếu đang lưu hành, nó là 103.5. Ở đây chúng ta thấy cái mức P trên E là 17.4 thì nó cũng bằng cái mức P trên E chung của thị trường, nên chúng ta cũng không cần phải nhập vội, tí nữa chúng ta sẽ nhập rồi, đúng không? Tiếp theo các cái thông số khác về tài chính thì chúng ta sẽ thấy là nó đang có vốn chủ sở hữu là 1317.24 1317.24. Tiếp theo là nó có cái lợi nhuận sau thuế của các quý lần lượt là 108.58 108.58. Tiếp theo là 77.17 77.17. Tiếp theo nữa là 106.78 106.78. Và tiếp theo là 102.96 102.96. Về mặt cổ tức thì chúng ta có này, ở trên này là 15 hết đúng không, ở dưới này là 24.7 này, cái này hơi phức tạp, chúng ta nhập từng cái một không nhầm. 24.7 cộng với 15% đúng không, đấy là 39.7. Này tiếp theo này 39.3 ngọn 39.3 là thành 54.3 54.3. Và tiếp theo này 41.4 41.4 là 56.4 56.4. Và cuối cùng này 39.4 đúng không? 39 cộng với 15 là 54.4 54.4. Đấy, thì với cái để tôi xem có nhập sai con số nào mà sao nó ra bé đấy. Một ba một bảy chấm hai bốn một ba một bảy chấm hai bốn đúng rồi đấy, thì kệ nó thôi. Thì với cái tài sản của VPB thì chúng ta định giá được là giá trị thực của cổ phiếu là 35.800 đồng một cổ phiếu, nhưng giá hiện tại của nó là 82.400, và nếu chúng ta mua ở đây thì đang mua đắt tài sản với cái tỷ lệ là 56,5%.
tôi xem cho đúng là cái giá trị sổ sách của công ty này nó rất là thấp. Đối với một công ty tăng trưởng mạnh như thế này ấy, thì giá trị sổ sách thấp nó cũng không quan trọng nhé. VTP VTP nó không quan trọng đúng không? Thì chúng ta phải để ý đến cái đấy, giá trị sổ sách nó rất là thấp nhé. Bạn hình dung là giá trị sổ sách của nó có 11.600 đồng thôi. Vì thế nên là định giá theo cái giá trị tài sản là nó thấp là đúng rồi. Bởi vì là nó ít tài sản, nó chắc là về công nghệ, thì chúng ta sẽ đánh giá ở cái bên P trên E này thì nó sẽ chính xác hơn này. Bên E thì lúc nãy nó là 17.3 hay 17 thì nó cũng như nhau thôi, nó chênh lệch không đáng kể, chúng ta vẫn cứ để mức định giá 17 nhá. Và chúng ta đánh giá cái tốc độ tăng trưởng của nó này. VTP đây nhá, 6924 6924 tiếp theo này, 6293 6293 tiếp theo nữa này, 4618 4618 và cuối cùng này là 4758 4758 tại sao lại không tính được ra, nó là ra một cái số âm. Bốn bảy năm tám thì tôi kiểm tra lại này, 6927 6293 4648 đúng không ạ? Đấy, nó ra một cái số âm, nó ra một cái số âm. Và đấy, định giá cái tốc độ của cái con VTP. Đấy, định giá theo cái tốc độ tăng trưởng ấy, thì nó có cái giá trị thực hiện tại bây giờ là 53.800 đồng một cổ phiếu. Và nếu chúng ta mua ở cái thị giá là 82.400 đồng thì chúng ta đang mua đắt tài sản khoảng 34,7%. Và so sánh với bên này thì nó cũng đấy, đấy là định giá theo P/E nhá. Và cuối cùng để mua bán và giữ cổ phiếu này thì các bạn cần thêm các cái thông tin khác. Và chúc các bạn đầu tư thành công. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.